áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã quay trở lại với chuỗi bài giảng giải bài tập toán 4 cùng cô Anh. Còn bây giờ chúng mình cùng bắt đầu ngay thôi. Hôm nay chúng mình sẽ đến với bài số 6, các số có 6 chữ số. Trong bài học này, chúng mình sẽ học các kiến thức gì thì các con hãy cùng cô đi vào luyện tập ngay với bài tập số 1 các con nhé. Bài tập số 1 của chúng mình có đề bài như sau. Viết tiếp vào chỗ trống. Chúng mình thấy rằng đề bài cho chúng mình một bảng gồm có các hàng trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục và đơn vị. Trong đó thì gồm có 300.000, 10.000, 2.000, 200, 20 và 2 đơn vị. Vậy thì từ đó chúng mình sẽ viết được số nào và số đó sẽ đọc như thế nào? Bây giờ các con hãy cùng cô thực hiện bài toán các con nhé. Chúng mình thấy rằng số này gồm 300.000, 10.000, 2.000, 200, 20 và 2 đơn vị. Như vậy ta sẽ viết được số chính là số 312.222. Như vậy chúng mình có cách đọc 312.000. Như vậy, rất nhanh chóng và dễ dàng, chúng mình đã cùng thực hiện xong bài tập số 1 rồi. Bây giờ, các con hãy cùng cô chuyển tiếp sang bài tập số 2 các con nhé. Bài tập số 2 của chúng mình có đề bài như sau. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống. Trong bảng cho chúng mình cách viết số, từ đó chúng mình phải xác định xem hàng trăm, nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là các chữ số nào và chúng mình phải nêu được cách đọc số. Câu thứ hai thì đề bài cho chúng mình các chữ số ở hàng trăm nghìn, chục nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, yêu cầu chúng mình viết cách viết số và đọc số. Còn câu cuối cùng cho chúng mình cách đọc số, yêu cầu chúng mình viết số và phân tích xem chữ số nào sẽ thuộc hàng nào. Vậy thì bây giờ các con hãy cùng cô thực hiện lần lượt từng câu một các con nhé. Câu đầu tiên chúng mình có viết số. Chúng mình quan sát, đây sẽ là số 152.734. Như vậy, số này sẽ gồm có 100.000, 50.000, 2.000, 700, 30 và 4 đơn vị. Và chúng mình sẽ đọc được số này chính là 152.734. Chúng mình sẽ viết cách đọc 152.734. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong câu đầu tiên. Câu thứ hai, đề bài cho chúng mình các chữ số thích hợp ở các hàng và yêu cầu chúng mình viết số. Chúng mình thấy rằng số thứ hai này gồm có 200.000, 20.000, 40.000, 3.000, 700, 0 và 3 đơn vị. Như vậy chúng mình sẽ viết được số chính là số 200,
43.703. Và sau đó chúng mình sẽ điền được cách đọc số 200. Bốn mươi ba nghìn bảy trăm linh ba Như vậy, chúng mình đã hoàn thành xong câu thứ hai. Câu cuối cùng đề bài cho chúng mình cách đọc số 832.753. Như vậy dựa vào cách đọc số này các con hãy cùng viết số. Chúng mình có 832.000. Chúng mình sẽ viết 832.000. Sau đó là 753. Chúng mình viết tiếp 753. Như vậy chúng mình đã được cách viết số. Sau đó từ số này chúng mình sẽ xác định xem các chữ số thuộc hàng nào. Số 832.753 gồm có 800.000, 30.000, 2.000, 700, 50 và 3 đơn vị. Như vậy chúng mình cũng đã vừa hoàn thành bài tập số 2. Qua bài tập số 2 này, các con đã ôn tập lại cách viết số, cách đọc số và cũng như phân tích cấu tạo số của các số có 6 chữ số. Vậy thì bài 3 sẽ có điều gì thú vị chờ đón chúng mình? Bây giờ cô cùng với các con hãy chuyển tiếp sang bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng mình có đề bài như sau. Nối theo mẫu. Chúng mình quan sát vào mẫu mà đề bài đã cho. Ở đây, cột bên phía tay trái của chúng mình là các cách viết số. Cột bên phía tay phải là các cách đọc số. Và chúng mình thấy rằng mẫu của đề bài đã nối cách viết số với cách đọc số tương ứng của nó. Như vậy, tương tự, các con hãy làm các câu còn lại của bài tập số 3 này các con nhé. Số tiếp theo chúng mình có là số 730.000. Chúng mình sẽ tìm xem ở cột bên phía bên tay phải đâu là cách đọc số 730.000. Chúng mình thấy nó nằm ở vị trí đầu tiên này. Sau đó chúng mình sẽ nối cách viết số với cách đọc số tương ứng. Tiếp theo chúng mình có 105.000. Như vậy 105.000 ở vị trí số 2 chúng mình sẽ nối với 105.000. Số tiếp theo chúng mình có 670.000. 670.000 nằm ở vị trí cuối cùng. Các con lưu ý là chúng mình rất dễ nhầm lẫn giữa các đáp án là 670.000 và 67.000 và 607.000. Như vậy chúng mình phải quan sát đáp án thật kỹ và ghi nhớ thật chính xác các con nhé. Số tiếp theo chúng mình có chính là số 607.000. Chúng mình sẽ nối đúng vào với cách đọc số 607.000. Và cuối cùng chúng mình có số 67.000. Các con sẽ nối số 67.000 vào đáp án của nó. Như vậy, cô cũng đã vừa hướng dẫn các con hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Bài tập số 3 tương đối đơn giản khi yêu cầu chúng mình nối giữa cách viết số và cách đọc số. Bây giờ, các con hãy cùng với cô chuyển tiếp sang bài tập số 4 các con nhé. Bài tập số 4 của chúng mình có đề bài như sau. Viết tiếp vào chỗ chấm. A. Số 8.802 viết là. Như vậy, mình có số đầu tiên cần phải viết chính là số 8.802. Số tiếp theo câu B chúng mình có số 200.417. Chúng mình sẽ viết 200.417.
Câu C chúng mình có số 905.308 viết là, chúng mình có số 905.308. Và cuối cùng câu D chúng mình có số 100.011. Chúng mình có 100.011. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con hoàn thành xong bài tập số 4, cũng là bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Qua bài số 6, các số có 6 chữ số, chúng mình đã cùng ôn tập lại cách đọc số, viết số cũng như phân tích cấu tạo số của các số có 6 chữ số. Cô hy vọng rằng các con đã có những giờ học lý thú và bổ ích. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.